Ok các bạn, hôm nay có một cái xe hú mâm lửa nha. Thì mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe. Cái tiếng hú nó để căng ti nó sẽ rung luôn nha. R và cái lốc này nó sẽ rung cái tay của mình luôn. Nó rung với cái tần số cao các bạn, chứ không phải nó rung theo cái nhịp của tua máy của mình nha. Lên ghe các bạn nha. Đó, cái tiếng hú đấy là do mâm lửa nó gây ra nha. Thì cái mâm lửa này ví dụ mà nó bị hú như vậy, nó sẽ xảy ra hai cái vấn đề các bạn. Một, nó sẽ gây ra tiếng động đúng không, tiếng kêu, tiếng hú đó nó làm nóng cái phần này hơn của chúng ta. Cái thứ hai đó chính là nó gây cái gị cái máy của mình lại, cái lực từ trường nó sai đi ấy, thì cái xe máy của chúng ta nó cũng sẽ bị gị lại đôi phần nha. Rồi thứ ba đó chính là nó gây cho cái xe của chúng ta không chạy được nữa. Cái này nếu mà ví dụ nó mới cháy ấy, thì nó vẫn cứ chạy bình thường thôi, tại vì cái dòng điện nó vẫn đang tạo ra được, nhưng mà chạy một thời gian nó bị nặng hơn ấy, nó không có nguồn điện để nó sạc bình nữa, thì chạy một thời gian nó hết bình nó sẽ gây tắt máy đúng không. Cho nên là khi mà có tiếng hú như thế này rồi chúng ta phải tháo ra nha, kiểm tra. Nếu ví dụ mà thực sự mà nó cháy rồi ấy, thì mình sẽ thay cuộn lửa khác. Cái cuộn lửa zin bên mình ấy là 900.000 nha các bạn, còn nếu mà cuộn lửa hàng ngoài thì 500.000, 500, 550 tùy loại. Còn cái này nếu ví dụ mà vô hãng thì có người ta nói là hình như là thay 2.2 triệu cái cuộn lửa nha các bạn, thì tùy thôi, các bạn tin tưởng đâu thì các bạn thay thế ở đó. Còn 900.000 ở bên mình thì cũng là hàng zin chính hãng, bảo đảm với các bạn. Nhiều người ta bảo chứ ở trong hãng 2.2 triệu, tại sao mà ra ngoài nó rẻ như vậy, rồi có khi là hàng nhái rồi hàng gì đó không, mình bao các bạn nha, không có nhái hay là gì đó, đúng là hàng zin chính hãng Honda sản xuất. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Rồi ok, tháo ra nha. Cái cuộn lửa nó cháy ở đây, khi nó cháy như thế này thì nó sẽ gây tiếng hú nha. Thì nếu mà nó cháy như thế này thì có nhiều phương pháp, ví dụ mình cuốn lại, nhưng mà cuốn lại thì cái giá nó cũng gần tương đương với hàng ngoài rồi các bạn. Cho nên là một, mình sẽ thay hàng ngoài luôn cho nhanh. Cái này hoặc thay zin, cái này mình đang thay nha, zin. Cái này là có dán keo các bạn, còn cái này là zin theo xe của Winner V1 này, như người ta không có dán keo luôn chứ. Rồi bây giờ gắn vô xong xuôi thì mình sẽ úp vô rồi để nghe tiếng máy xem xe nha. Rồi ok, cái xe này đã xong rồi nha, mình đã gắn cuộn lửa cho rồi. Cuộn lửa cũ nó cháy thì mình bỏ ra rồi, bây giờ mình sẽ nổ nha. Rồi hết tiếng hú nha, những cái chi tiết trong máy nó sẽ không gây tiếng hú đó, chỉ có mâm lửa nó mới gây được cái tiếng hú đó thôi. Rồi em ru, hết tiếng hú. Rồi mai mốt mà có cái tiếng hú như vậy mà các bạn rờ mâm lửa mà thấy nó rung bất thường, nó nóng bất thường, điện nó yếu ấy, hoặc là chỉ cơ bản nhất là nghe tiếng hú thôi, thì chúng ta kiểm tra lại cái cuộn lửa nha. Nó chết thì chúng ta thay. Vậy là xong.